Wow, cô chú cô chay nè. Đó, ở nhà rảnh quá, phải đem mấy bộ đồ này ra mặc để lưu lại tất cả những hình ảnh đẹp, ảnh đẹp của chú đứng từ xa nhìn thấy muốn giật dễ sợ. Chứ sao mấy bộ đồ này gần chật hết rồi, nên là phải lấy ra mặc để lưu lại những cái hình ảnh mà chay với những cái bộ đồ. Trời ơi, chiếc áo bà ba trên dòng sông xanh thẳm, lôi cuốn con xuồng bé nhỏ đến mong manh. Ủa cái nón đâu ta? À nón nè, nón nè, mà cái nón này hơi bị te tua chút rồi. Nón lá đội nghiêng đó, đúng rồi. Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời. Đi đi, mày 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 đeo nha, đeo mày đeo vô. Đẹp quá. Trời đất ơi, cô chú thấy chưa? Cô chú thấy chưa? Ê, trời trời, bậy, bậy, cái đó là bậy rồi đó. Thôi, bậy quá. Cô chú có nhớ cũng cái áo dài này, cái tấm hình này, cũng cái nón kiểu này mà ngày xưa cách đây cô chú còn nhớ cái tấm hình đó không ta? Chơi gì là chơi tầm bậy. Ê, 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 stop, stop, don't do that. Ghê, 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 chơi làm tầm bậy, ghê, ghê, ghê. Ghê, ghê, bắt chơi đi. Chạy đi, can you stop doing it? Không có được làm. Ồ mẹ con làm là bác sĩ á, ông bác sĩ ông chích á. Có chơi vậy có được không? Có được đời không? Thôi đó. Ôi sử dụng nó rồi. Trời ơi, mặc bộ đồ đẹp quá. Coi cô nhìn coi bộ đồ đẹp không? Nhìn coi bộ đồ đẹp không? Cái gì? Cái gì con? Con gấu nào? Con gấu nào? Con gấu gì? Gấu gì con? Trời ơi, mặc cái bộ đồ đá dễ sợ. Cái gì? Vô không chấm chi vậy? Cái gì? Hello. Wow. Ừ đúng rồi, cái túi đó để đựng tiền đó. Có tiền không? Có tiền trong đó không? Dạ. Tiền đâu? Bỏ vô đi. Trời ơi, coi kìa. It's somewhere in this room. Look around. Say am. Am. Cô làm gì vậy? Over this way. Đó, con trai mới vừa phá cái gì đó. Sợ chưa? Her little heart is... Sợ chưa? Từ giờ về sau không được quậy nữa nghe chưa? You okay? Yes. Okay. Go look this way for your M. Yay! Yay, you found him. Sao? Baby, today she learned that the M is a piggy bank and that she should put her money in there. Oh yeah. She found. Wow. Em này là để vào để đựng tiền phải không con? Em là để đựng tiền đó con. Con có tiền mẹ cho con là con cất vô trong đó nghe chưa? Oh, play hide and seek. Rồi. Rồi ba đi trốn rồi, con đi cho kiếm ba đi. Ba đâu? Okay, go find daddy, okay? Ba đâu? Ba có trong đó không? Không có trong đó hả? Đâu ba đâu, đi kiếm ba đi. Ủa, ba đâu? Ba có trong đó không? Có không? Không, rồi ba đâu? Kiếm tiếp. Ở dưới không? We were looking right at each other underneath the bed. Ah, I found you. Baby, what is that smell? I don't know. Bell, one, two, three. Đúng rồi, one, two, three. Bell, bell, bell,
mẹ. Muốn gì rồi, bây giờ con đi trốn đi rồi ba kiếm con nè. Bây giờ con đi trốn đi. Rồi daddy, now it's daddy turn, ok? Ok, 1, 2, 3. Trốn đi nha, chay nha. Trốn kỹ nha. 6, 7, 8, 9, 10. Ready or not, here I come. I don't know where Jade is. Is she in here? Không có biết Jade ở đâu hết á. No, is she in here? Jade ơi. Peekaboo! Oh, I see you. You didn't hide very well. Rồi bây giờ tới mẹ trốn hả? Oh, wow. Rồi bây giờ tới mẹ trốn, mẹ kiếm chay nha. Ok, bây giờ nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi bây giờ nha, sẵn sàng chưa? Tôi đi kiếm đó nha. Chay ơi. Oh. No, I didn't. Chay ơi, chay. I found you. Gì? À, bây giờ tới con làm đi rồi mẹ trốn. Con 50 đi, con 50 đi. Rồi, 1 2 3 nha, đi trốn nha. Ok. 6. 1 2 3 đi trốn mẹ. Ba đi trốn đi ba. Chị đi. Daddy, hai. Chị đi cho nó phai vô. Khao, ướp mặt vô tường lại lên. Đếm đi. 1 2 3. Rồi. Ba đâu? Ừ, ba đâu? Daddy. Yeah, yeah. Cô nó chịu đợi nổi đâu. Cái nằm nó đưa đít rồi. Đưa cái mỏ bếp mốt rồi, đưa đít ra nè. Hả? Kiếm rồi ba đâu? Con kêu ba ơi. Ba ơi. Giỏi quá, high five. Ừ, đúng rồi, chơi giỏi mà. Yeah. Rồi, đúng rồi. Yeah. 4. 5. 6. Wow. 7. 8. No, that's 7. Okay, go back. Mệt chưa? Đau gì đi nghe đau nách. Oh, okay. Oh, okay, I got you, I got you. Okay. À, mua phạt chín ở trong nách. All right. All right. Rồi, tiếp theo, right, tiếp ready. Tục. 8. 9. 10. Wow. Oh, good job. All right, ready? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Okay. Đúng rồi. All right, ready? You want to go back up or are you tired? Mệt chưa? Oh. Can you do a push up? Yeah, here, come here. Okay, jump, my daddy gonna catch you, okay? Okay. Okay, 1, 2. Oh, con đếm đi, con đếm đi. All right, you wanna do a push up? Yes. Okay, ready? Get on your knees like this. That's not a push up. You push her up. Okay, 1. Rồi, ngẩng lên. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right, now you do it, JD. 2, 3, no problem. You do it, JD. It's your turn. Now I'm going to be on your back. Nope. Wow.
Oh, good job. Your turn. Come on. Rồi tới con đi. Sit down. Nằm xuống. Okay. Put your legs out like this. Right. And then your arms like this to your side, and then push up. Like this. JD, like this. Here, I want you to do a push up. You gotta learn your first push up. Rồi làm đây. Một. No, you can't do your push ups. Come on, you gotta have strong arms. You got your arms aren't just made for eating candy, okay? Is that one of the? Oh, is it spicy? I'm gonna put everything in it, and I'm gonna put it on everything. I mean. Oh yeah. Ooh da da da. Ooh da da da. Ooh da. Baby, so you should call Jen. Jen. So it's scheduled to deliver next week, next Tuesday. Make sure it's here, so tell him to come on Thursday or something.